Từng loài vật đang dần dần biến mất vĩnh viễn khỏi trái đất chỉ vì những lợi ích riêng và mục đích cá nhân của con người. Và loài tê giác cũng sẽ như vậy. Hàng ngày chúng đang bị tàn sát bởi một niềm tin mù quáng vào điều kỳ diệu từ chiếc sừng được cấu tạo đơn giản từ keratin và calcium. Nếu chúng ta không có ý thức bảo vệ chúng, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, tê giác sẽ chính thức tuyệt chủng. Hãy cùng chúng tôi, hãy lên tiếng, hãy bảo vệ tê giác. Trước đây trong một lần mấy anh em doanh nhân hội họp với nhau thì tôi được một người bạn có tổ chức và mời mọi người dùng thử sừng tê giác được mài ra và mọi người đều đã dùng. Người ta khảo nhau rằng, truyền miệng với nhau rằng sừng tê giác có công dụng là bồi bổ sức khỏe, trạng dương hay này kia. Vì vậy mà rất nhiều cánh đàn ông thì đang có nhu cầu sử dụng để mà tăng cường cái sức khỏe và sinh lực cho mình. Đặc biệt là tôi nghe có một số những cái lời bàn và những cái lời đồn rằng là sừng tê giác có công dụng chữa bệnh này bệnh kia. Thực tế ra thì thôi không thấy cái tài liệu khoa học nào dẫn chứng cho việc đó, nhưng cũng vì những cái thông tin như vậy mà có nhiều người, càng ngày càng có nhiều người săn lùng để mua được cái sừng tê giác. Đâu đó chúng ta đọc trên báo chí, từ hải quan rồi từ sân bay, từ cảng chúng ta bắt được những cái lô hàng sừng tê giác nhập lậu vào Việt Nam, mà đa phần là sừng tê giác ở châu Phi. Thì tôi nghĩ rằng là đó là chính xuất phát từ cái nhu cầu rất lớn trong nước mà có nhiều người sẵn sàng sang tới tận châu Phi để mà sát hại, để mà mang về, để mà cung cấp cho thị trường trong nước. Và với những cái hành động như vậy thì chúng tôi cảm thấy rằng là nó đang làm dần dần làm mất cân bằng đi cái sinh thái, dẫn đến cái môi trường của chúng ta ngày càng ảnh hưởng. Việc mà tôi đã có điều kiện để sử dụng qua thì đó là quá khứ, nhưng mà khi mình nhận thức được cái vấn đề nó rõ ràng như vậy thì là một doanh nhân thì tôi có ý thức rất là rõ về cái việc là chúng ta cần phải cùng nhau nhận thức đúng đắn về những cái tác dụng thực sự có của sừng tê giác. Chúng ta hãy nên tìm hiểu những cái thông tin đa chiều từ những cái chuyên gia đầu ngành về y học, và chúng ta là doanh nhân thì chúng ta phải cần rõ ràng tìm hiểu thật cụ thể. Nếu chúng ta có bệnh hay là chúng ta đang mắc phải một số vấn đề về sức khỏe thì hãy nên dựa vào những cái tiến bộ của y học thế giới, y học cổ truyền để chúng ta chẩn đoán và có những cái phác đồ điều trị đúng để mang lại kết quả tốt cho bản thân. Chứ chúng ta không nên tin vào những cái lời đồn thổi, những cái tác dụng huyễn hoặc của sừng tê giác mà chúng ta đưa cái nhu cầu của mình để cho có người sát hại những cái động vật như vậy để mang về cho chúng ta dùng. Thực sự tôi nghĩ rằng nó không có tác dụng. Hãy lên tiếng, hãy bảo vệ tê giác.